Xin chào các mẹ, hôm nay thì Jenny sẽ được hướng dẫn các mẹ cách làm trò chơi pin Trò chơi sẽ giúp con ôn tập chủ đề màu sắc và hình dạng, kiểm vận động trong những ngày ở nhà, giãn cách. Công cụ chuẩn bị bao gồm một tấm bìa khổ Ava, một thùng đựng các tông, bút màu, thước kẻ, kéo, cao rọc giấy, giấy màu, băng dính hai mặt và băng dính trong. Rồi chúng ta cùng bắt đầu làm trò chơi nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng thước kẻ và bút màu để tạo hình trên tấm bìa các tông. Tùy theo kích thước của tấm bìa thì chúng ta sẽ quyết định là có bao nhiêu hình trên tấm bìa này. Trong tấm bìa này thì Jenny vẽ 3 hình bao gồm hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật và hình trái tim. Tôi sẽ phân bổ sao cho thật hợp lý với lại cái tấm bìa mà chúng ta sử dụng. Sau khi vẽ xong thì chúng ta sẽ dùng dao dọc giấy để có thể cắt cái phần bên trong ra và chúng ta giữ lại cái khuôn của nó nhé. Và bây giờ thì trên tấm bìa của Jenny đã có 5 hình dạng khác nhau. Để học thêm chủ đề màu sắc thì chúng ta sẽ cùng làm viền các màu sắc khác nhau cho những hình dạng này nhé. Để gắn viền một cách cố định và chắc chắn thì chúng ta sử dụng băng dính hai mặt và chúng ta có thể cùng con làm những bước này. Đối với hình tròn và hình trái tim không có những đường thẳng thì chúng ta sẽ đặt tấm bìa lên và vẽ theo cái hình của nó. Sau đó mình chúng ta sẽ vẽ viền và cắt theo đường vẽ có sẵn. Sau đó thì chúng ta tiếp tục sử dụng băng dính hai mặt để cố định cái viền lên Vì đây là đường tròn và trái tim thế nên là chúng ta không có đường thẳng Chính vì vậy cái việc dán băng dính hai mặt lên cũng khá là khó nên chúng ta cần phải làm cẩn thận và kiên nhẫn một chút nhé. Sau khi làm cả hai hình thì Jenny cũng đã làm thành công với hình trái tim. Tương tự thì đối với hình trái tim chúng ta cũng sẽ vẽ và cắt theo cái đường vẽ có sẵn. Chúng ta tiếp tục sử dụng băng dính hai mặt để cố định viền của hình trái tim. Vậy là chúng ta đã có một tấm bìa gồm 5 hình hoàn chỉnh và rất là bắt mắt rồi đó Trò chơi đẹp và hấp dẫn hơn đối với các bạn nhỏ thì chúng ta sẽ dán những sticker mà các bạn yêu thích lên tấm bìa Chúng ta sẽ trang trí làm sao cho thật bắt mắt để các con có thể chơi một cách vui vẻ và thích thú nhất Và đây chính là thành quả của hai mẹ con Anna trong cái buổi chiều ngày hôm nay Một tấm bìa thật là đẹp với chủ đề về các nàng tiên Bước tiếp theo thì chúng ta sẽ cố định tấm bìa với lại cái hộp mà chúng ta đã chuẩn bị từ trước nhé. Chúng ta sẽ dán băng dính vào bìa và hộp sao cho tấm bìa có thể mở ra và đóng vào. Băng dính mà Jenny sử dụng ở đây là băng dính trong suốt. Sau khi gắn cố định được tấm bìa thì Jenny sẽ sử dụng hai cái que để có thể đỡ tấm bìa nằm nghiêng. Mọi người có thể sử dụng bất cứ vật dụng nào trong nhà có thể chống đỡ được tấm bìa. Để cái que có thể chống đỡ một cách tốt nhất thì chúng ta hãy đục một cái lỗ ở đằng sau tấm bìa và gắn cố định cái que vào đó nhé. Jenny tiếp tục sử dụng băng dính trong để gắn cố định cái que và đằng sau tấm bìa. Mọi người có thể sử dụng băng dính hai mặt, keo nến hoặc là keo 502. Rồi sau khi hoàn thành thì chúng ta sẽ sử dụng giấy vo tròn lại để ném. Và bây giờ chúng ta hãy cùng với con chơi trò chơi nha. Các mẫu câu mà Jenny sử dụng trong trò chơi thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta hãy cùng lấy giấy ra ghi lại và thực hành cùng với con nhé. Để bắt đầu trò chơi thì chúng ta có rất là nhiều cách để nói với con. Baby. Let's play game together. Are you ready to play together? Let's play bean bag. Do you want to play with me? Are you ready to play game? Để giải thích về luật chơi cho con thì chúng ta chỉ cần sử dụng một vài mẫu câu đơn giản như sau. Look, I have many paper balls. Take a ball and throw the ball. Can you throw the ball? Can you throw the ball through the shapes? Are you ready? Let's throw. Three, two, one, go. What shape do you throw in? What color is the shape? Can you take the ball for me? Và đây là cách nói khi ném trúng hoặc ném trượt. Oh, I missed. It's your turn. Well done. Great job. Try your best. You did a good job. Let's take another chance. You did it. Let's try one more time. Trên đây là cách làm và các mẫu câu mà Jenny sử dụng trong trò chơi Beat Back. Jenny mong các mẹ sẽ thực hành và áp dụng với con để chúng ta có những buổi học và những cái trò chơi vui vẻ kết nối cả mẹ, con và gia đình. Chúc các mẹ thành công trong trò chơi Beat Back ngày hôm nay cùng với Jenny.